Chị bé Tám ơi, bán hàng thì tư vấn cho nó cẩn thận đấy chứ sao tư vấn toàn sai sự thật. Chị tư vấn luôn luôn chuẩn để khách đến là chốt được chứ không phải thì không. Mà em chưa thấy cái chiếc nào mẹ két mà nó lại máy nhỏ hơn 5 chấm đâu. Mà sao cái chiếc này lại bảo là dưới 5 chấm là như nào? Ừ, cái này dưới 5 chấm rồi vì nó là ép mẹ két 350. Mẹ két 350 á? 350 thì nó chỉ là 3.5 thôi. À. Mẹ két 500 và 550 nó là 5.5. À. Nó giống như cái tên gọi thôi. À chúng vậy à. Chuẩn luôn để khách đến mua được mà. Thế là chính xác là con này là máy có 3.5 thôi gì? Con này chỉ có 3.5 thôi. Thế là cái option mẹ ép của nó có giống với con S550 của chị? Nó cũng gần như thế luôn. À. Đâu chị cho em xem nào. Con này nhá là đời 209 là đăng ký 2010 nhập tức chứ không phải như mấy con chị mình quay 2006 2007 con này cao luôn. Con này 209 luôn à. Đây. Em nhìn đẹp không? Ồ, em thấy nó có khác gì con S500 đâu. Cái của nó chả khác gì mấy, được chưa? Đây cũng đầy đủ cửa sổ trời, cũng gọi là ga tự động rồi đầy đủ start top thông minh này. Đấy, ghế nói chung là option biết ăn. Thế được cái này chấm nhỏ hơn. Ừ, cửa hít nha, nhưng mà chị quen rồi chị cứ đóng phịch cái cho nhanh. À. Tất cả vẫn còn hít nha. Đây. Em nhìn chưa? Nội thất rất đẹp luôn, đối với dòng đẳng S là một cái dòng xe cực cực đẳng cấp rồi. S và GL 450 550 đấy. À, quá đẳng cấp luôn. Quá đẳng cấp luôn. Thế con này xăng chắc nó để ngang với cái con Fortuner đi nhỉ? Con này chỉ tầm thế thôi. Thế thôi nhỉ? Chỉ tầm tầm thế thôi. Đấy. Vì nó là sedan, còn Fortuner đằng sau thì nó là dòng xe 7 chỗ gầm cao. Đấy. Đó. Rất đẹp luôn. Vì con này chỉ cam kết men là hoàn toàn là nguyên bản hết nhá. Đó, nhìn quá đẹp luôn. Em nắm cái nội thất chưa? Quá xuất sắc luôn. Cực kỳ là đẹp. S350 mà con này chị đang chào bán mức giá là 565 triệu. Ồ rẻ đấy thôi chị. Chị bán giá hợp lý để khách đến là mua được. Đấy bác. Khách xem là ông cho. Khách xem là ông và chốt luôn. Bác nào lăn tăn về nhiên liệu ấy thì cái em này cũng 3.5 rồi. Lăn tăn